Thưa quý vị, hai án chung thân và tổng cộng 50 năm tù giam đã được tuyên cho 6 bị cáo có liên quan đến vụ giết người xảy ra tại vũ trường V18 tại thành phố Cần Thơ. Sáng 4 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đình Hữu Đăng, 21 tuổi và Hoàng Quốc Việt, 23 tuổi cùng mức án chung thân. Đoàn Trung Hiếu, 26 tuổi, 19 năm tù. Huỳnh Mạnh Cường, 21 tuổi, 17 năm tù. Phạm Duy, 22 tuổi và Dương Tuấn Kiệt, 21 tuổi, cùng lãnh án 7 năm tù về tội danh giết người. Theo cáo trạng, các bị cáo Đăng, Cường, Duy là nhân viên bảo vệ của vũ trường V18, còn các bị cáo Kiệt, Việt và Hiếu có quen biết và thường đến vũ trường chơi. Rạng sáng 8 tháng 12 năm 2016, anh Nguyễn Kim Sáng, 32 tuổi, đến vũ trường Dậu rồi xuống tầng hầm để lấy xe. Thời điểm trên, Đăng yêu cầu anh Sáng trả 5.000 đồng tiền giữ xe, nhưng anh Sáng không đồng ý và đánh chửi Đăng. Sau khi biết vụ việc, cả nhóm bị cáo đã xúm vào đánh anh Sáng dẫn đến tử vong. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.